Bây giờ thì con biết vì sao bố để anh Việt ra ngoài rồi. Vì bố sợ nên mới phải để anh ấy chết thay. Đi mau. Cút. Trần Nghĩa, mày không chạy được nữa rồi. Tôi nghĩ để biết được Dương Vô Diện là ai, kẻ nào đã đứng sau Dương Vô Diện, thì chỉ có một cách duy nhất. Việc của mày là để lộ ra tin tức cho cảnh sát đến tóm. Nằm kho vài năm ra, tao đảm bảo với mày không phải bận tâm gì về chuyện tiền bạc cả. Thủ trưởng, em có linh cảm Nghĩa chính là Dương Vô Diện. Chúng ta chỉ còn thiếu bằng chứng nữa thôi. Xin phép thủ trưởng cho em được làm theo kế của Cường Lâm, dụ con rắn độc ra khỏi hang. Bây giờ bố có xuống không? Cơ hội không còn nhiều đâu. Anh em đi. Giờ thì hết chạy rồi nhá, Dương Vô Diện. Khánh Búa, hay bây giờ tao phải gọi mày là Thiếu tá Nguyễn Minh Khánh? Mày cũng biết rõ về thân phận của tao đấy chứ. Tao còn biết nhiều hơn thế. Thả tao đi, tao sẽ nói tất cả. Bắt được mày rồi thì mọi điều đều phải sáng tỏ hết. Chẳng nhẽ mày không muốn biết về cái chết của bố mày sao? Mày nói cái gì? Tha cho tao, tao sẽ nói sự thật. Mày chính là thằng lái xe 16 chỗ ôm đấy. Nói! Nói đi! May mà mày đến kịp. Mày định làm gì? Vì nghe lệnh của mày mà tao đã giết ông Vương, giết Việt Sói. Mày cho tao một cơ hội.
cho tôi quên đi hết sự thật và được chết. Cho tôi tìm ra lối nơi mê cùng tâm tôi.